Rồi, hello anh em. Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay bên cửa hàng em có lên cho anh em một số phụ tùng máy cưa máy cỏ nha. Mời anh em đón xem nha anh em. Anh em mua hàng thì liên hệ qua Zalo 034 434 1710 nha. Rồi. Mã này mã số 1 anh em nha. Mã số 1 em có những cái bộ bố bãi nè. Bố bãi này là bố 2 số 10 bố bãi nha anh em. Đó, em có nhiều lắm. Mấy này em rã máy ra nhiều lắm nha này. Đó. Rã máy rất là nhiều luôn. 60.000 một bộ nha. Bên em sẽ ship từ cho anh em 2 đến 3 bộ là em ship rồi. Nha, 2 đến 3 bộ là em ship. Đó. Đủ lò xo luôn. Bộ này số 1 nha. Rồi ok, bố bãi nha, bố 2 số 10. Rồi mã số 2 nha. Mã số 2 em có tháo máy ra được một số bình xăng con thớt lùn nha. Bình xăng này là bình xăng con Nhật bãi thớt lùn của thằng Maru nè. Anh em gắn được hết nha đi. Bình này bình quân rồ ngon lắm này. Chắc được mười mấy cái thôi. Hôm nay bên nhà em rã ra được mười mấy cái chứ cũng không có nhiều đâu này. Nha. Vừa rồi có bao nhiêu cái anh em lấy hết trơn. Đâu có nhiều đâu, được mười mấy cái chứ mấy. Mã này mã số 2 nha. Mã này bán 90.000 một cái nha. Ship cho anh em từ 2 cái nha anh. Mã này mã số 2 90.000 một cái. Đây, qua mã số 3 này. Mã số 3 em có cái cùm này. Cái cùm với luôn dây giật bãi luôn nha anh. Đó. Ở đây em có tầm khoảng 20 con thôi. 20 con. 13.000 một con nha anh. Bao gồm cả cả chụp giật và cả dây. Dây này thì nó dài cỡ chừng 3 ly thôi nè. Dây này 3 ly nha. Cho mã số này em ký hiệu cho nó là mã số 3 nha, 13.000 một dây. Rồi, mã này mã 14. Em có một số chén rin của thằng Estin 230 với 250, 210. Chén rin tháo máy sử dụng xích chung chân 91 nha. 130.000 một cái anh. Cho mã số 4 nha, 130.000 một cái. Mã số 5 này. Em có một TD24. Mã số 5 TD24 rất là ngon luôn. À, cục này á, nó đẹp lắm anh em. Về rửa ra rất là đẹp. Nó mới tinh à. Nha, con này có cây cần nhưng mà em bán cây cần rồi. Thì giờ mới dư ra được cái đầu máy nè. Cục này mã số 5 ha. Cục này em bán cho anh em là 600 ngàn nha. 600 ngàn cho cục mã số 5. Nòng niết đồ mọi thứ nguyên zin hết nha anh em. 600 ngàn cho mã số 5. Ơi, mã số 6 em có một cây cần láp nhỏ nha. Cần này cần zin tum nhôm 2 tầng. Đó, thay mặt đạn rất là dễ luôn. Nếu mà cây cần này nó rất là ngon nha. Cần thẳng 1m6. Đầu bò chén kẹp chống quấn cỏ đầy đủ ha. Đó. Rồi, cây này em cho nó là mã số 6. Cây này em bán 380 ngàn nha. 380.000 cho mã số 6 anh em nha. Rồi mã số 7 em có về cái số lượng bơm mới. Bơm này rất là ngon, bơm trong bình điện nha nè. Bơm này bơm trắng này, với này bơm xanh nè. Giá em để rất là tốt. 140.000 một cái nha. Cho mã số 7, 140.000 một cái về gắn vô là sử dụng nha anh em, rất là mạnh nha. Rồi lên cho anh em mã số 8. Mã số 8 em còn một số ổ cước nữa thôi là hết nha. 30.000 một cái nha đi. 30.000 một cái ổ cước Nhật bãi đó. Nha, ổ cước Nhật bãi đó, 30.000 một cái. Rồi ở đây em bán hết cho anh em luôn, còn 4 5 cái gì thôi. 30.000 một cái nha, mã số 8. Rồi, đây mã số 9 nha. Bình xăng con 260, bình xăng con 330 đã qua sử dụng. Em còn tầm khoảng mười mấy cái. Cháy ga đồ ngon nha, bình đẹp ok. Đó. Này em bán cho anh em là 30.000 một cái. Bởi vì bình này bình đẹp nha anh em. Bình đẹp đẹp không à. 30.000 một cái nha. Mã số 9 nha. Anh em lấy bao nhiêu cái thì báo em nha. Mã số 9. Đây mã số 10 nè. Em có một cái hũ mặt đạn nha. Mặt đạn này mặt đạn 6202 nha anh em. 10 cái. 10 cái nha. 15.000 một cái. Hũ này em bán 150 nha. Mã này mã số 10 150k, 10 cái mặt đạn 6202. Đây, mã 11 đầu bò ha anh em. Đây đầu bò. Cái này 247 nè. Này 24 10 nè.
này 26 vuông nè, này 24 7 25 7 nè, này 24 hay là 25 vuông nè. Đó rồi thì mấy cái này thì tùy theo nha anh em, 180 một cái, 200 ngàn một cái, 250 một cái cũng có, tùy theo anh em nha, là phường đồ bò bãi nha. Rồi tiếp mã 12, đây có một cục vô pin 411 nè, hai cục luôn, cục này cây sai luôn 411, hai cục này hơi hám ok, 800 ngàn một cục nha anh em, 800 ngàn một cục cho mã cục này cây sai đẹp lắm, con này con 411 đó. Cục này là mã 12, 800 nghìn một cục. Anh em nào lấy hai cục này thì chốt giúp em nha. Con này con 13 nè, Magulok 330, đẹp lắm nha đi. Rồi bán con này 350 ha, 350 cho mã 13. Con này mã 14, đầu Echo 260. Con này về anh em lấy tum lấy đồ ha. Con này thì cứng máy anh em, hàng bãi về mà bị cứng máy em cũng không biết sao. Con này con 14 ha, chụp giật trợ lực, bên sân lớn zin, nói chung là cục này là zin ok hết á. Rồi cục này em bán cho anh em với mức giá là 700 ngàn cho cục này ha. Cục này cục 14 700. Đấy, cục này cục 15 nè. Máy bị cứng rồi nè, bô rất là đẹp, bô nhỏ 260 đẹp lắm. À, màu cam, con này 32 ly, con này con 15 ha, cục này bán cho anh em 190 ngàn nha, 190 ngàn cho cục 15. Cục 16 nè, thằng này là Sidawa nha, 393, 394 hay 395 gì em cũng không biết, nhưng mà con này á, bố biết được con hết, máy lăn thấy ok, lóc của nó đây, bích tông ha, bích tông nồng thì em chưa coi. Thấy đẹp đó này, bộ gì thấy còn, không có lửa. Cục này cục 16, siêu qua 1039, xài chung với 19495 luôn nha. Cục này em nghĩ là ok đó, có xả áp luôn ha. Bô cũng chưa mở nữa, chưa biết là như thế nào. Cục này em bán 750 cho mã 16, 750 ha. Hôm nay thì em bận lắm, em không có rảnh thì em lên được nhiều cho anh em. Giờ em lên cho anh em mã 17 nha. Singu nè, con này tôm rời tôm 260. Con này 2001. Không có đầu bò. À. Con này hơi ok nha anh em. Con này con 17. Con này bán cho anh em 408 nha, về làm nổ chạy anh em, 408 không có đầu bò. Mã 18 em có cục Gren này, nồng đẹp nha anh em, nồng đẹp lửa ok. Con này Gren AT 22, con này mã 18, ti vuông 24 25 vuông á. Rồi ok, cục này bán cho anh em 450 ha cho mã 18. Mã 19 em có cái chụp giật Sidawa 380 này. Đây 380. Con này hơi giật ok. Con này 19 ha, bán cho anh em 50.000 nha. Rồi lên cho anh em mã 20 nè, bộ dàn áo của con TG18 với lại áo bô này. Đó, với lại tum này. Tum này. Lửa luôn này. Đó, TG18 20 xài chung ICTEP luôn. Rồi này bán cho anh em 150k. Cho mã 20 nha. Rồi, hôm nay em cảm hay cũng không có tâm trạng để lên nhiều anh em. Anh em xem có cần cái gì cứ alo cho em nha. Cần cái gì alo cho em. Rồi ok. Bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em.